Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường ở Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên sự biến đổi sâu sắc trên thị trường, góp phần phục vụ tốt hơn sản xuất và đời sống của nhân dân cũng như là sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nhằm thúc đẩy phát triển thương mại kinh tế xã hội ở các khu vực miền núi biên giới theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa các khâu từ quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nói chung và các sản phẩm nông sản nói riêng, Sơn La đã thực hiện việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa theo hướng bền vững. Tuy nhiên, sự phát triển thương mại dịch vụ và hệ thống phân phối hàng hóa trên địa bàn của các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện còn có khoảng cách khá xa so với các địa bàn khác. Các hoạt động thương mại hàng hóa dịch vụ còn nhiều khó khăn, ngân sách còn eo hẹp nên chưa có điều kiện đầu tư đúng mức cho lĩnh vực thương mại. Khả năng xã hội hóa, thu hút nguồn nhân lực đầu tư phát triển vào các địa bàn này còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, hoạt động xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trung tâm xúc tiến thương mại là cũng đã trực tiếp nhận những cái chương trình liên của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đưa những các phiên chợ về vùng cao, vùng biên giới, đặc biệt là các huyện biên giới giáp với Lào. Những cái hàng hóa thì ở các vùng sâu vùng xa là họ cũng rất là khan hiếm, cho nên là đây cũng là một cái cơ hội để cho bà con cũng có cơ hội được tiếp cận mua sắm hàng hóa ở tại các phiên chợ đó. Để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ ở các địa bàn trong tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Sơn La đã khuyến khích sản xuất hàng hóa và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, triển khai nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích ưu đãi đầu tư vào thị trường miền núi, nông thôn, biên giới. Nhờ đó mà trong những năm gần đây, hệ thống phân phối hàng hóa như các chợ đầu mối, chợ, cửa hàng bách hóa, cửa hiệu tạp hóa đã phần nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, từng bước cải tạo và nâng cấp hệ thống chợ. Trước hết là các chợ ở khu cửa khẩu, chợ ở các xã biên giới nhằm thúc đẩy giao lưu trao đổi hàng hóa giữa cư dân biên giới hai nước Việt Nam và Lào. Hoạt động thương mại biên giới ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đời sống dân cư biên giới của hai nước. Ở Sơn La là một tỉnh giáp với chúng tôi, nên việc giao lưu hàng hóa trở nên thuận lợi. Và doanh nghiệp của chúng tôi đã tham gia những hội chợ lớn, những hội chợ do Sơn La tổ chức để giới thiệu và bán sản phẩm hàng hóa do Lào sản xuất đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam. Trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2015, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của các ngành dịch vụ ngân hàng, du lịch, bưu chính viễn thông, vận tải hàng hóa và hành khách nhà hàng khách sạn. Sau 6 năm thực hiện cái chương trình người Việt Nam, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phải nói rằng là cái ý thức của người dân, mà nhất là các cái người đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, người ta đã có một cái ý thức rõ rệt trong cái việc mà thay đổi cái nhận thức ở các cái cửa hàng, kể cả các cái trung tâm thành phố, thị trấn đến các cái trung tâm xã, thì phải nói rằng là bây giờ là hàng Việt Nam mình chiếm đến 80%. Thì đấy là cái mà cái được trong 6 năm, qua 6 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thời gian tới đây là vẫn phải đề cao cái công tác tuyên truyền đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Trong giai đoạn kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động xúc tiến thương mại được xem là một đòn bẩy quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hàng hóa được khơi thông, thị trường được mở rộng. Cùng với việc đồng bộ kết cấu hạ tầng, Sơn La triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế biên mậu gắn với quy hoạch và ổn định dân cư khu vực biên giới. Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường phát triển liên kết vùng kinh tế giữa các địa phương trong vùng Đông Bắc và Tây Bắc nhằm tận dụng phát huy các lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, phân công tạo thành chuỗi cung ứng cho các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ có giá trị gia tăng cao cho thị trường trong và ngoài nước.